Vâng, xin mến chào toàn thể quý vị. Hiện tại thì Mạnh đang ở vâng, trước cái trụ sở Ủy ban Nhân dân xã Tân Tiến, huyện à Tiên Tiến, và ui, nhìn xa rồi. Sân Ủy ban Nhân dân xã Tiên Tiến, huyện Phù Cừ, tỉnh Hưng Yên. Và chỗ này thì các bác ấy đang diễn ra cái buổi gọi là trưng bày cây cảnh nghệ thuật của huyện Phù Cừ. Đây là trưng bày cây cảnh của huyện đúng không anh? Đúng rồi. Vâng. Thì đây giới thiệu với toàn thể quý vị, đây là anh Bình. Anh Bình thì là cũng chào là một tất cả anh em. Vâng. Chơi cây trong Việt Nam. Vâng. Chúc anh em một năm mới sức khỏe dồi dào, thành công. Vâng. Trong mọi lĩnh vực. Em cảm ơn anh. Thì anh Bình đây cũng là một trong những hội viên của hội viên gọi là chơi cây cảnh và cũng là tham dự cái triển lãm cây cảnh của huyện Phù Cừ đầu xuân này đúng không anh? Đúng rồi. Và cũng được biết là anh Bình này có hai tác phẩm xanh quê cũng rất là đẹp đến tham dự triển lãm đây. Thì anh có thể cho quý vị và các bạn xem cái hai tác phẩm của anh được không ạ? Vâng ạ. Vâng. Có hai tác phẩm giấy quê, một con thả nước, một cây thả nước và một cây còn trồng đất. Vâng, đây quý vị ạ, tác phẩm xanh quê đang thả nước. Cây này thì anh thả nước lâu chưa anh? Cây này thả nước mới có mấy chục năm rồi. Mấy chục năm thả nước? Mấy chục năm thả nước ở vườn nhà mình. Ồ, thế là cũng mấy chục năm rồi cơ à? Hơn 20 năm rồi. Vâng, đấy, đây ở vườn nhà mình. Đây quý vị ạ, khác thì mình không nói. Anh Trần Quang Bình, số điện thoại là 0903458146. Vâng, cây xanh quê thả nước nói là rất là đẹp quý vị ạ. Thế cả cứ như thế này là anh chơi vâng, mấy chục năm nay rồi? Hơn 20 năm nay rồi. Cứ như thế này tôi chơi hơn 20 năm nay. Còn trước đấy thì ở nhà người ta như thế nào thì tôi không biết, có nghĩa là họ cũng thả nước. À vâng. Rồi đấy, xong về tôi cũng thả nước. Nhưng mà hiện tại là nằm ở trong vườn tôi là hơn 20 năm. À, vâng. Thả nước như thế này. Cái rêu đẹp nhờ anh nhỉ? À. Đây quý vị ạ, một tác phẩm xanh quê. Thế là gắn bó với anh là chơi, anh chơi cây này là hơn 20 năm trời vâng, rồi. Hơn 20 năm rồi. Đấy quý vị ạ, thì lúc sáng thì tôi cũng ở trong nhà anh Bình và tôi cũng quay hai cuốn video tôi gửi tới cho quý vị và các bạn trên kênh. Quý vị chắc là cũng đã xem rồi đấy. Thì khi hỏi anh Bình bảo là anh mang hai tác phẩm xanh quê ra ngoài triển lãm của huyện đây, ở xã Tân Tiến. Thì tôi cũng phải bảo anh Bình là thôi lên xe đây em ra để em làm một cuốn video chia sẻ giới thiệu với cho toàn thể quý khán giả về hai cái tác phẩm xanh của anh ấy. Và đây quý vị có thể thấy. Thế là cây này là trước là anh mua ở đâu? Nói chung là mình cũng mua ở gần đây thôi. Vâng, tức là cái ngày ấy, ngày anh bắt đầu mua ấy. Cũng ở gần đây thôi. Vâng. Anh Bình này chơi cây là được cái là rất là chịu khó ấy, chịu khó lọc, chịu khó nhặt nhạnh cho nên cây nhìn rất là sạch sẽ. Đấy. Một cây này đánh xà phòng đấy. Vâng. À đây giới thiệu với quý vị, đây có bác này, bác Kiên à? Vâng, đúng rồi. Bác Kiên này, bác Kiên cũng là người nghệ nhân người trong hội. Bác ở xã nào nhỉ? Cảnh. Tôi ở bên Minh Tiến. Minh Tiến. À bác ở xã Minh Tiến. Là bác Kiên là hôm nay là cũng đợt triển lãm này là bác cũng có mấy tác phẩm tham dự nhỉ? Trưng bày đây. Mấy cây anh? Có tí nữa. À 4 cây. Tí nữa em xin phép quay một số tác phẩm của anh nhá. À. À thế thì thôi, đây là bác này là người ngoài cuộc thì hỏi bác mấy câu, bác nhận xét cho anh Bình cái tác phẩm xanh này của anh Bình. Còn biết là bác thì xanh quê là không có, bác chơi hàng Nam Điền và hàng Si chất lượng đấy. Xanh quê thì nếu mà nói về xanh quê ở Phù Cừ này thì có mấy con của cậu Bình ở đây là nói chung là đâu là những con đẹp, con to mà ông ấy mua nhiều năm rồi cho nên nó cũng chịu khó gìn giữ, nó vẫn giữ được cái vỏ dăm chi của nó vẫn đẹp. Vâng.
Nhưng mà bác, bác quên hỏi hỏi trước, bác năm nay bao nhiêu tuổi rồi nhỉ? Tôi năm nay 62. À, mới 62 á? Ủa, 62 mình có quả bộ 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 phải nói là em trai của Vin Đen. À thế này. Anh trai của Vin lại, 62 rồi mà lại cứ như tưởng lại lại tưởng là lão lão tướng nên không phải hỏi trước, không đến lúc lại phạm úy. Không hỏi trên đầu thì là 62 thôi, còn bên dưới thì năm nay mới 4 mấy. Thế là bác đánh giá nào cây xanh quê này của anh Vinh ạ? Cứ đánh giá tự nhiên thì kệ anh ấy. Con này thì là con đẹp. Vâng. Nói chung là đất của cơ này. Nói chung là nhà cậu còn nhiều con đẹp nữa. Vâng. Em lúc nãy là lúc nãy rẽ qua nhà anh ấy chơi mà ngồi cả anh ngồi cả anh Tuấn. Anh Tuấn chè thì bác tôi lại hỏi, gì? Hỏi bác Kiên là nó biết. Vâng, ai em cả anh ấy hôm nay vừa ngồi trong nhà anh Bình mà. Chú thì chú hay quay mạng trên. Vâng. Mạng đó là anh cũng hay theo dõi. Thế gọi là hôm nay là xuống đây là tại vì thấy phủ cừ đang ấy, thấy phủ cừ đang diễn ra triển lãm nên. Cơ bản cái là chú hay quay nhà trường này nhiều. Vâng. Nhà trường đấy này. Cơ bản cái là chú Mạnh đây thì lại đồng nghiệp với vợ mình. Chú giáo viên mà. Cây cực kỳ già, sạch sẽ. Thế là triển lãm này là của huyện mình là từ hôm nào đấy nhỉ anh nhỉ? Tổ chức 10 hôm thì đến hết ngày 17 là hết ngày. À, hết ngày 17 anh? Đấy thì anh Bình là anh ấy chỉ có mang hai tác phẩm này thôi. Tác phẩm đây và một cây bên này. Cây bên này là cây trồng nuôi đất đúng không anh Bình? Vâng. Lúc nãy ở trong nhà là em cũng quay một số tác phẩm xanh Nam Điền của anh Bình kia rồi. Nhưng mà thấy là tại vì thấy hai cây này khuyết ở trong nhà nên phải ra đây quay. Choáng luôn đấy, cây này trước ở cái chậu bé xíu ở trên kia. Ôm đấy, em phải nói quá lâu năm rồi mắt kia. Cuộc đời nó dài nế thế, vâng. Đúng không? Đấy, từ cái chậu con tí mà nó kéo xuống đến như thế này. Đúng là nếu mà tính tuổi năm tháng cây này là cũng phải trên 60 năm rồi. Đến đâu anh kia? Đấy. Trước đều mua của người ta. Và nằm ở nhà mình đã hơn 20 năm. Vâng. Mà mua người ta nó đã thế rồi. Qua bao nhiêu đời người ấy chơi rồi. Hôm nay mỗi mình anh đây. Anh cũng đầm nhưng mà ăn kén từ sáng là cũng đang không điện cho. Ngày nào cũng khác rồi. Hai lần. Hai cây xanh quê của anh Bình. Quý vị chiêm ngưỡng. Ở cái cuộc cử này thực tế những người mua những cây thế thì nó không phải ai đã có tiền để mua. Rồi, thế bây giờ là tôi sẽ bảo bác Kiên kia dẫn ra chỗ mấy cái cây của bác ấy. Bác Kiên ơi, đâu ấy à? Cây của bác ở chỗ nào ấy nhỉ? Alo. Đấy. Gặp khách ngay. Em ơi. Để à. Bỏ chuyến đi hả? À vâng. Ơi. Anh đang đi bỏ chuyến. Đâu? Đúng rồi, mày đang uống bia đây, mày lai xuống đây chơi không? Đang ở dưới sân đây. Đấy. Bỏ mẹ cho xuống đây chơi không à? Tối hôm nay về. Mấy hôm trước thì anh Đức đâu? Huy, bonsai Đức Huy quý vị ạ. Anh ra. À đây vâng, ông đang quay luôn. Bonsai Đức Huy đang quay cái xin bonsai đâu? Bảo chú Khánh với nàng đây. Mạnh bonsai. Mạnh bonsai. Đây. Quý vị ạ. Mấy hôm trước thì anh Đức Huy là anh ấy cũng xuống anh quay cái chương trình buổi trưng bày cây cảnh nghệ thuật của huyện Phù Cừ đây rồi. Quý vị và các bạn có thể xem theo dõi trên kênh của anh bonsai Đức Huy. Đây, bây giờ thì đâu nhở bác Kiên? Bác Kiên
Đây là thôi thì cũng gọi là gặp ngay bác Kiên ở đây nên là cùng với cả anh Bình thì bác Kiên sẽ chỉ cho, chia sẻ cho toàn thể khán giả quý vị về. Bác có mỗi cây này thôi à? Tác phẩm bác của anh. Bác mang mấy cây nhỏ nhỏ nữa, bởi vì là cái cây si này thì thực tế là bác mua và mới được 13 năm thôi. Vâng, sở hữu 13 năm. Sở hữu 13 năm thì lúc nó mua thì nó cũng chả đâu đâu, lúc mua thì ít tiền lắm. Bây giờ thì nó lúc giá mua, giá cũng cao rồi cơ mà chú chưa muốn bán. À. Nói chung 13 năm nay hôm nay mới bắt đầu mang ra sân chơi. À tức là hôm nay lần đầu tiên mang ra trưng bày triển lãm. Mà cũng rất vinh dự là đợt này nó triển lãm trong Hưng Yên ấy là nó mời huyện Phú Cừ hai cây. À vâng. Trong đó có cây của thằng cháu Tuấn bên kia và cây này là mang đi triển lãm trong tỉnh. Tức là mời cây này à bác? Đây. Mời cây của bác Kiên. Tuyệt vời. 10 năm rồi đấy. 13 năm. 13 năm. Toàn 13 năm hôm nay bắt đầu mang. Vâng, sở hữu một đấy, sở hữu phải nói là cũng hơn chục năm trời. Đúng thời điểm ấy là sốt cây đấy nhỉ. Mua lúc bây giờ thì nó không si thì cũng chưa có người chơi mấy. Vâng. Thế là nhưng mà bác là coi như thế là giữ gìn là bây giờ là thành báu vật đấy. Bác Kiên ạ. À. Và giữ gìn là bây giờ thành báu vật đấy. Đúng rồi. Thế là từ ngày ấy mà trồng trên cái chậu bé như này. Lúc mua người ta nó có vài cái rễ thôi. À thế ạ. Thế nhưng mà cái chậu này là về là bác trồng ra hay là nó cái cũng như này? Cái chậu này thì là mới thay được gần 2 năm. À. Thì cái thằng em ngoài kia này nó mua về nó cho cái phui si và nó không hợp. À. Để tao nó nhường lại cái bộ chậu này 20 triệu. À, nó mua cái chậu này, cả cái sập này. Cả cái đấy mua 20 triệu. À, cả cái bộ sập này, cả chậu này là 20 triệu. Đúng rồi. Nó hợp với cái cây này người ta nhường cho. À. Vì cái cây phui người ta dòng ngoài này mua bẻ đá ta cho vào. À. Đấy, nhưng mà chậu này là chậu cũ ấy chứ. Còn 5 tháng đấy chứ đúng không? Cây cũ thì là có giá trị mà nó rất hợp với cái cây si. Vâng. Cái si này của mình bây giờ có khi tiền tỷ đấy chứ ông Kiên ơi. Tôi đang đòi 1 tỷ. Đấy. À tức là bác báo 1 tỷ rồi gì? Ờ. Vâng. Thế là triển lãm này là của huyện mình là bao nhiêu tác phẩm tất cả hả bác Kiên? Nó tầm nó khoảng 300 tác phẩm. Lớn bé. Thôi ông Kiên sở hữu cây này coi như chơi hết đời rồi gì nữa. Tuyệt vời mỹ mãn rồi. Thế là hôm tới này là huyện Phú Cừ là có tác phẩm si này với cả cái tác phẩm gọi là chiến tích Bạch Đằng đây à? Của anh này là anh gì đây hả? Tuấn. À, Tuấn Phù Cừ. Đặt tên là chiến tích Bạch Đằng. Đích danh. Vâng. Chứ không phải ai mà. Cây này lúc nãy thấy anh Bình chia sẻ là cũng khá nhiều tiền đấy đúng không bác nhỉ? À, thì người ta đòi thì đòi rất nhiều tiền. Vâng. Cái giá trị của nó bao nhiêu thì mình cũng biết. Chiến tích Bạch Đằng. Như là mô phỏng lại như kiểu trận chiến Bạch Đằng đấy đúng không anh? Nhỉ? Yeah. Trận chiến Bạch Đằng nổi tiếng là của bọn Trần là anh em mình đấy. anh này ở xã nào à bác Kiên? Xã Đình Cao. Đình Cao à? À. Thế cũng gần gần đây đúng không anh nhỉ? Đúng rồi, vừa nãy anh em mình đi qua mà. Vâng. Xã như Bình Bò ấy. Chỗ hình như chỗ gần cây xăng đấy gì à? Để nó qua đây tí. À. Hay làm dưới này mà. Vâng. Vô giá ngoài. Cái này nó tán nó lên được nó tán. Này tán thì đúng. Bác Kiên ơi. Ra đây em hỏi tí. Nó trên này như này thì liệu nó có nhanh múp không nhỉ? Anh Bình. Thế à? Cái sẹo này á? Vâng. Cái sẹo này thì chắc là nó cũng phải qua 5 tháng. Phải có thời gian. Nhá. Đấy nhá, nó phải múp hết vào đúng không? Con này thì nó đặt cái tên nó chiến tích phải rằng vì lý do là nó có những cái thân nó lên như cả những cái cọc của bạch đằng. À, trông trông đấy gì? Trông chứ không phải là. Thế nên người ta đặt theo cái ý tưởng của nó. À. Em hiểu rồi.
các cái sẹo này nó nhanh, phải có vài lần. Đây anh đang nuôi đây, anh đang vòng cái rễ vào đây để cho nó kéo. Đấy, chủ nhân là cũng có ý đồ hết đấy. Có ý đồ vừa có mưu đồ. Vâng, kéo lại. Như cây này đã được định giá cụ thể là tầm tầm nào đến thời điểm này chưa ở bác Kiên? Chưa, người ta thì cứ nói loài thế. À, nhưng mà ý là chủ nhân ấy, chủ nhân là ra cái giá là bao nhiêu chưa? Cũng chả biết được, người ta cứ nói bơi thì cây của mình không. À vậy ạ. Hình như là ở cái triển lãm này có mỗi một tác phẩm mẫu đơn kia của anh Chuyến hay gì ạ, à, anh Bình? Đúng rồi, có anh Chuyến. Đi ra đây để, đây quý vị ạ. Là tại vì tôi nhìn thấy ở cái triển lãm huyện Phục Cừ đây là có một tác phẩm hoa mẫu đơn của anh Chuyến. Anh Chuyến này là ở La Tiến hay gì nhỉ anh nhỉ? Ở Nguyên Hòa, xã Nguyên Hòa. À, xã Nguyên Hòa. Cái cây mẫu đơn này là vừa mới ra hết cái đợt hoa, vừa hết đợt hoa, cây mẫu đơn cổ. Anh Chuyến đây thì là chuyên hoa mẫu đơn. Chuyến vua đơn Phục Cừ. Đúng rồi, chuyên hoa mẫu đơn. Và lần trước thì tôi cũng quay vài lần cái vườn sân cây của nhà anh Chuyến. Đấy, quý vị ạ. Cây cối thì mình cứ phải mang ra phòng sân chơi, người ta so sánh chứ mình đòi anh chờ được. Người ta đánh giá. Người ta đánh giá rồi chứ. Đấy, cây này. Cây này của Chủ tịch Hội. Phải khán giả người ta đánh giá chứ còn mình đòi. Của người... Chủ tịch Hội. Của Chủ tịch Hội đấy. Vâng. Phạm Thế Đang đấy. À. Mua lại của anh Bình Bò. Sao lại gọi là Bình Bò anh Bình? Anh em lại tưởng anh là Bình Bò. Không, anh là Bình Vàng. À, anh Bình Vàng. Thì anh Bình Bò, tại sao gọi Bình Bò là anh ấy trước anh làm nghề thịt bò. À thế chứ phải. Còn tại sao gọi anh là Bình Vàng vì ngày xưa anh làm nghề bán vàng. À thế. Nó phải có nguyên do chứ. Vâng, không tự dưng cái anh ấy cứ đi gọi thế nó phải vì sao gọi là Bình Bò hoặc là ví dụ bác ấy sở hữu 100 con bò nhỉ. Nhưng mà ngày xưa là bác ấy mổ bò. Chuyên mổ bò. Mổ bò bán thịt bò đúng không anh? Đúng rồi. À thế. Còn mình ngày xưa thì mình là kỹ thuật của sao những chỗ này bác ấy này đắp cái sỉ vào đây chứ. Như kiểu vá lên này nhìn nó xấu đúng không? Cứ bỏ ra chợ. Yeah. Bỏ ra sau này nó ve lên này. Vâng. À. Nhưng mà để vào thế lại không đục vít được. Đục cái chỗ đấy thành nó sai đúng không? Thực tế nếu mà để mà mang mà để mà ấy thì hàng nghìn cây tác phẩm. Cơ mà bởi vì cái kinh phí nó không có. Đây đủ, đây là... có cây hoa giấy này của ai đây hả bác Kiên? Cây hoa giấy này cũng của ông ban chấp hành hội. À, cũng của ban chấp hành. Đâu anh? Đây của phó chủ tịch hội. À. Đây này có mấy cây hải dương mà sáng quay nên anh bảo xuống. À đâu, em xem nào. Đâu rồi bác Kiên ơi? Bác Kiên. Bác ra đây bác thử xem là mấy tác phẩm ở với tác phẩm si của mấy anh ở trong ấy, trong Thanh Miện đấy à? Lam của Lam, của chú Lam mà Thanh Miện. À. Được mày vào đấy là cây đấy được. Đây là của anh Hòa chứ? Đây là của Hòa đấy. Đây là Lam có 4 cây được này này. À. Lam tất cả có 5 cây. Lam này. Lam. Mấy cây si cổ. Trước cái bẻ đấy là chú Lam, bẻ của anh là lấy của chú. Đây xanh đây là si cổ của anh Nam đây, đây là cây này với Nguyễn Văn Nam ở Thanh Miện. Em thấy ở trong Thanh Miện này có anh tên là đấy. Sang hay gì anh Sang là gần khu Việt Nam. Vâng, anh Sang này anh cũng chơi nhiều cây cổ á, bán nhiều lắm rồi. Vâng, à bán rồi anh, à bán hết gần hết rồi cơ. Đây mấy cây si của anh Nam này đều là cây đẹp rồi quý vị ạ. Úi dồi ôi, anh Kiên nhìn bộ này trông gấu chưa? Con này đẹp. Nó nhỏ mà nó. Nhưng anh ấy làm vậy nói là rất là Lam này chứ không hay mang đi Hà Nội chứ mày. Vâng. Đấy. Có đôi sư tử ấy, sư tử đây là bê hàng tông. Tí hưu à. Cây này kiểu như cây cột kèo ấy. Cột kèo. Đúng không bác Kiên? Đúng
trông rất là độc đáo, lạ. Thế chứng tỏ là Bắc Nam này cũng có tiếng ở vùng Thanh Miện đấy. Mà chưa ký. Cây này chất lượng ấy. Cây này hôm ấy thấy chú phát biểu nên là ở triển lãm Bắc Linh là giá 800. Tức là ở triển lãm Bắc Linh đã giá 800 rồi. Ừ. Ừ. Chú đang vào tỉ ở cái bể đá cũ nhỉ. Vâng. Nói chung là cũng hợp form. Đây, anh có mấy cây? Đây, 4 cây của anh ấy đúng không ạ? Bác kia. 4 cây si và 1 cây Nam Điền. 3 si, à 4 si. 4 si. 1 Nam Điền và 1 vui Nam Điền đi. Anh bảo con Nam Điền này làm rồi đó chị. Đây á? Này, chắc lấy trong anh. Bao nhiêu hả bác Kiên? Lấy trong đấy 30. Con này mà. Con này chắc con đang quay này này. Tầm 6 thôi, chắc đòi 6-70 triệu. 6-70 à? Đấy, cây của anh Nam. Cây già. Già nhỉ? Quá già. Già, con này có bộ lượng của chân này. Con này được của chân này. Bộ chân đế này à bác Kiên? Chân đế được, mới được cái tay bên này thì từ đoạn này lên sống. Chân nó già. Già. Nó già đều. Nói chung là cây nó đã trên trần, nó vẫn chọn lọc những cây nó vừa. À, anh ấy chơi ở sân cao hả bác? Chơi sen. Có một cái phôi Lam Điền đấy, cả có một cái phôi phi to cẩu lên trần. Mà. Để trong cái bể đá. Chơi nói chung chơi ở trên sân cao là cũng hơi vất. Đúng anh Bình? Nhọc chứ? Khá vất. Đây, cái si. Đấy. Rồi, như vậy là nay là có bác Kiên ở đây, là trong ban chấp hành hội sinh vật cảnh của huyện Phù Cừ và anh Bình. Đấy, từ nãy tôi ở trong anh Bình tôi làm một vài cái video tôi quay tôi gửi tới cho quý vị rồi. Thì qua cái video này tôi cũng chia sẻ cho quý vị hai tác phẩm của anh Bình và một tác phẩm si rất là cổ đẹp của bác Kiên đây. Vài cây của anh Nam ở Thanh Miện Hải Dương. Nói chung là cái tất cả triển lãm đây thì mấy hôm trước là anh Đức Huy anh cũng về anh quay cho quý vị và các bạn xem và thưởng thức rồi. Video này thì tôi cũng gọi là chắt lọc lại một số tác phẩm để gửi tới cho quý vị và các bạn. Cũng xin chân thành cảm ơn bác Kiên, chân thành cảm ơn anh Bình và chân thành cảm ơn quý vị. Cảm ơn. Thank you. Yeah.